Xin kính chào quý vị Kính mời quý vị theo dõi bài viết của tác giả Người buông gió Tức Facebooker Bùi Thành Hiếu Hôm nay tại Hà Nội diễn ra lễ kỷ niệm trọng thể 60 năm Ngày quan hệ Việt-Lào Đây có thể gọi là buổi lễ lớn nhất từ trước đến nay về ngoại giao Báo Quân đội Nhân dân đưa tin, dự lễ kỷ niệm về phía Việt Nam có các đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nguyên Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia. Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam Lào 2022, Nguyễn Mạnh Cầm, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, Đại tướng Phan Văn Giang, ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Lương Cường, ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị và nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng và nguyên Bí thư Trung ương Đảng, các đồng chí Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng lãnh đạo các ban, bộ ngành trung ương, các cựu quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp cách mạng Lào, đại diện các gia đình thương binh liệt sĩ và có người làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào. Về phía Lào có đoàn đại biểu cấp cao của Đảng nhà nước Lào do đồng chí Phutson Chimani, Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào dẫn đầu, cùng với đông đảo cán bộ lưu học sinh Lào đang công tác học tập tại Việt Nam. Phía chủ nhà tổ chức là Việt Nam, hầu hết các nhân vật chủ chốt trong bộ chính trị đều có mặt. Có lẽ chỉ thiếu hai người là bà Mai và ông Nên. Sự vắng mặt này chắc lý do công việc họ không thể đến được chứ không phải lý do nào khác. Ngoài ra, còn những nhân vật đã về hưu như ông Nguyễn Tấn Dũng, bà Kim Ngân, ông Nguyễn Văn An, Nguyễn Mạnh Cầm đến dự. Phía Lào, chỉ có ông Phó Chủ tịch nước, Thường trực Ban Bí Thư, tạm gọi là nhân vật số 2 đến dự. Xưa nay, Lào là nước anh em thân thiết với Việt Nam, nhưng vị thế bao giờ cũng nhỏ hơn. Từ khi Lào có mối quan hệ với Trung Quốc và thái độ trở nên khác hẳn với Việt Nam, như tướng công an Trương Giang Long kê đắng phát biểu. Trước kia có nước anh em với ta, giờ nói chuyện đó, họ hỏi thế ai là anh, ai là em. Việt Nam lo sợ Lào sẽ đi theo con đường mà Campuchia đã đi, ngã hẳn về Trung Quốc và có những chính sách bất lợi cho Việt Nam. Nói ngắn gọn là sợ Lào trở mặt như Campuchia. Điều này hoàn toàn có cơ sở dù Việt Nam từ lâu đã cố gắng đầu tư nhiều tại Lào, nhưng phía Trung Quốc với tiềm lực mạnh trong thời gian ngắn đã gây ảnh hưởng tại đây. Ví dụ như tuyến đường sắt Lào và Trung Quốc, đặc khu của Trung Quốc tại Lào và còn nhiều dự án khác nữa. Nhìn cả bộ sậu lãnh đạo cao cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam đứng ra tiếp đón trọng thể một tay Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Lào mới cảm thấy Ui cha, thấu cái lời chua xót của tướng Trương Giang Long cho cái gọi là vị thế Việt Nam. Mất khả năng ảnh hưởng ở Lào và Campuchia, đồng nghĩa Việt Nam mất đi tiếng nói ủng hộ trong tranh chấp Biển Đông trong khối Đông Nam Á. Bao nhiêu xương máu và tiền của đổ ra trên đất Lào, đất Cam để vun sới tình hữu nghị đã trở thành vô nghĩa bỗng nhiên nghĩ có lẽ sự có mặt đông đủ ấy có lẽ chẳng phải vì việt nam lo sợ chuyện mất ảnh hưởng ở lào mà lãnh đạo đảng cộng sản việt nam muốn mượn dịp này để tụ họp những nguyên ủy viên bộ chính trị ủy viên trung ương lão thành cách mạng để bàn về vấn đề quan trọng nào đó liên quan đến nhân sự việt nam bởi sự thiếu vắng của cặp Tư Sang và Trường Hòa Bình trong sự kiện này, khi còn đương nhiệm chủ tịch nước, ông Tư Sang nhiều lần thăm Lào và tạo mối quan hệ khăng khít, đến khi ông đã về hưu vẫn được Tổng Bí thư chủ tịch nước Lào mời ông và vợ sang thăm và tiếp đón trọng thể rồi đưa đi thăm các doanh nghiệp Việt Nam đang làm ăn tại Lào. Sự thiếu vắng Tư Sang làm cho người ta băn khoăn phải chăng sau buổi lễ này sẽ có một cuộc họp quan trọng để quyết định số phận của ông Phúc người đã được ông tư sang hỗ trợ đẩy lên chức thủ tướng nhiệm kỳ trước nếu mượn cớ để họp ít ra cũng đỡ ái ngại cho vị thế việt nam chứ từng ấy nhân vật hàng đầu đất nước mà phải long trọng đối đãi với một nước nhỏ như lào thì thật là cám cảnh nguyễn phú trọng ca ngợi quan hệ với nước sắp vỡ nợ đến nơi đây là tựa đề của bài báo đăng trên tờ đất việt Tổng Bí thư Cộng sản Việt Nam dành nhiều mỹ từ ca ngợi quan hệ Việt Lào mà quên mất thực tế rằng Lào có thể sắp đi vào vết xe đổ của Sri Lanka. Hôm 18 tháng 7, báo Đảng đồng loạt dẫn phát ngôn của Nguyễn Phú Trọng tại lễ kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Lào ở Hà Nội: "Tình nghĩa Việt Lào sáng hơn trăng rằm, thơm hơn đóa hoa nào thơm nhất." Tuy vậy, không rõ ông Trọng có biết là Lào đang bên bờ vực vỡ nợ và rơi vào cái tình thế nguy cấp theo người đứng đầu Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Lào có thể là nước kế tiếp sau Sri Lanka lâm vào cuộc khủng hoảng kinh tế không có lối thoát. Quốc gia Đông Nam Á không giáp biển với hơn 7,5 triệu dân đang phải đối mặt với nguy cơ vỡ nợ các khoản vay nước ngoài trong vài tháng tới. Giờ đây, giá xăng dầu do Nga xâm lược Ukraine đã tăng, đã gây thêm căng thẳng cho nguồn cung cấp nhiên liệu, đẩy giá lương thực ở một quốc gia có khoảng 1 phần 3 dân số sống trong cảnh nghèo đói. Trung Quốc gia hạn các khoản vay cho Lào, quốc gia được cho là đang trên bờ vực vỡ nợ. Báo địa phương ở Lào đưa tin về chuyện người dân phải xếp hàng dài để mua nhiên liệu và cho biết một số hộ gia đình đã không thể thanh toán hóa được. Đồng kiếp của Lào đã lao dốc và giảm hơn 1/3 so với đô la Mỹ trong năm nay. Lào, quốc gia vốn đã nợ nần chồng chất, đang phải vật lộn để trả các khoản vay nước ngoài cũng như trả các khoản nhập khẩu ngày càng đắt đỏ như nhiên liệu. Ngân hàng Thế giới cho biết nước này có 1,3 tỷ mỹ kim dự trữ tính đến tháng 12 năm ngoái. Tuy nhiên, tổng các khoản nợ nước ngoài hàng năm của nước này ở mức khoảng một nửa tổng thu nội địa của đất nước. Do đó, theo Moody's Investor Service, vào tháng trước đã hạ cấp tín nhiệm của quốc gia Lào xuống mức rủi ro, hạng mục cảnh báo nước cộng sản này có rủi ro vỡ nợ. Trung Quốc đã cho Lào vay những khoản tiền khổng lồ trong những năm gần đây để tài trợ cho các dự án lớn như nhà máy thủy điện và đường sắt. Theo các quan chức Lào nói với Tân Hoa Xã, chỉ riêng trong năm ngoái, Bắc Kinh đã thực hiện 813 dự án trị giá hơn 16 tỷ Mỹ Kim ở Lào. Theo Ngân hàng Thế giới, nợ công của Lào lên tới 88% tổng sản phẩm quốc nội GDP vào năm 2021, với gần một nửa con số đó là do Trung Quốc. Một nguyên nhân khác khiến tình hình thêm trầm trọng ở Lào là Đảng Nhân dân Cách mạng Lào nắm quyền từ năm 1975 đến nay. Quản lý kinh tế rất là yếu kém vừa rồi là bài viết của tác giả bùi thành hiếu và bản tin trên báo đất việt anh chị cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình trên kênh tâm thức việt ttv hẹn gặp lại quý vị trong những lần phát hình sau